Xin chào các anh em, hôm nay là ngày đầu tuần và chúng ta sẽ đến với chuyên mục quen thuộc, đó chính là Q&A. Và trong chuyên mục lần này, mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà các bạn đã hỏi ở trong các video trước đó. Nào là anh ơi, iPhone 12 hiện tại giá bao nhiêu tiền? Rồi iPhone còn giảm nữa không anh? Rồi nào là 25 triệu thì đủ mua iPhone 13 Pro Max hay không anh? Hay là em nên mua S20 Plus hay là nên bỏ tiền ra mua 11 Pro Max? Thì tất cả những câu hỏi này sẽ đều trả lời trong video ngày hôm nay. Mình là Trương An, đây là Vietablet. Nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Và trước khi bắt đầu video này thì trên tay mình đây chính là chiếc Sony Xperia 1 Mark 2. Và nếu như anh em quan tâm, mình sẽ để ngay đường link bên dưới phần mô tả cho anh em xem. Tất nhiên máy sẽ là máy line new nhưng mà đẹp như là máy mới. Và nếu như anh em muốn với cũ sẽ có chương trình đổi trả trong vòng 7 ngày và hoàn tiền 100% luôn cho anh em. Rồi, trong video này mình đã nhận được tổng cộng là đến 10 câu hỏi. À, thật ra là nhiều hơn á, nhưng mà mình tóm gọn lại là có 10 câu hỏi ngắn gọn nhất để trả lời cho anh em xem. Còn những câu hỏi còn lại mình sẽ để dành và trả lời trong một video sau nhé. Câu hỏi đầu tiên là anh ơi, iPhone 12 hiện tại giá bao nhiêu tiền? Rồi, nếu như bạn hỏi về giá của iPhone 12 thì mình sẽ trả lời luôn cho anh em xem. iPhone 12 64GB máy cũ hiện tại giá cực kỳ tốt luôn, chính là 11.600.000 đồng. Bạn không có nhầm đâu, mức giá hiện tại của iPhone 12 bản thấp nhất chỉ là 11.600.000 đồng cho một chiếc máy line new. Và nếu như bạn quan tâm, mình sẽ để ngay đường link bên dưới và bạn click vào và mua ngay nhé. Ngoài ra, bên mình còn bán một vài phiên bản dung lượng khác nữa của iPhone 12 như là bản 128GB và bản 256GB. Với phiên bản iPhone 12 128GB máy line new 99% thì giá của máy sẽ là 13.400.000 đồng. Còn chiếc iPhone 12 256GB 99% giá của máy sẽ là 14.800.000 đồng. Đến luôn với câu hỏi thứ hai nhé. Thì các bạn đã hỏi mình là anh ơi, iPhone hiện tại còn giảm nữa không anh? Còn cho em, hiện tại thì iPhone bên mình đang giảm và sắp tới đây tháng 11 nó còn giảm nữa. Cụ thể thì hiện tại một vài phiên bản đang giảm cực kỳ sâu ở bên mình, đó chính là iPhone 8 Plus. Khi giảm từ con số là 5.100.000 đồng xuống chỉ còn là 4.900.000 đồng. Vậy vì sao mà iPhone lại giảm sâu đến như vậy? Đó là vì là sắp tới thì chúng ta sẽ có dòng iPhone 14 và nhiều người dùng bắt đầu lựa chọn việc lên đời sản phẩm mới. Và lên đời tất nhiên anh em sẽ đưa sản phẩm cũ ra và bán sản phẩm cũ. Lúc này đây thì sản phẩm cũ rất là nhiều, giá cả lại phải chăng, tốt cho anh em. Và đây là một cơ hội cực kỳ tốt để anh em mua iPhone cũ giá cực kỳ tốt trong tháng 10 và tháng 11 này. Câu hỏi số 3, 25 triệu thì đủ mua iPhone 13 Pro Max không anh? 25 triệu mà mua iPhone 13 Pro Max? Được chứ em, iPhone 13 Pro Max hiện tại vẫn còn rất là ngon khi mang trong mình là con chip Apple A15 Bionic. Nó có đầy đủ những yếu tố mà em cần như là camera ấn tượng với 3 camera đằng sau. Khả năng quay dựng thì cực kỳ tốt, quay 4K 60fps và có chế độ quay chuyên nghiệp nữa. Và máy có màn hình đẹp, thiết kế thì ấn tượng, sang trọng, cầm nắm đã và đặc biệt là thời lượng pin dài. Đây là cơ hội cực kỳ hợp để bạn mua iPhone 13 Pro Max phiên bản thấp nhất và giá của máy là đúng 25 triệu đồng, không hơn không kém đâu nha. Đến với câu hỏi số 4 thì các bạn đã hỏi mình là anh ơi, em muốn lên đời từ XS Max mà lên 14 Pro thì bù bao nhiêu tiền? Đang xài XS Max mà muốn lên thẳng 14 Pro thì bù bao nhiêu tiền à? Tuổi đời của hai chiếc điện thoại này khá là xa nhưng bên mình có hỗ trợ luôn lên đời cho anh em. Nếu như máy của anh em đang sử dụng á là máy tốt, đẹp và đẹp như là máy mới, nó sẽ ít bị cứng mốc, ít bị kẹt xước thì bên mình sẽ thu khoảng tầm là 6 triệu rưỡi. Giá của 14 Pro hiện tại là 29.990.000 đồng thì anh em phải bù khoảng tầm đó là 23.400.000 đồng. Mình sẽ thu lại của anh em XS Max là 6 triệu rưỡi và anh em phải bù thêm khoảng tầm là 23.400.000 đồng để lên đời từ XS Max lên 14 Pro. Mức giá này cũng là khá là tốt để anh em có thể sở hữu được một chiếc điện thoại mà có một thiết kế hoàn toàn mới đến từ Apple, một thiết kế không còn tai thọ nữa và con chip bên trong là Apple A16 Bionic. Câu hỏi số 5, cũng là một câu hỏi về lên đời. Anh ơi, em đang dùng iPhone 11 và muốn lên đời iPhone 12 thì bù bao nhiêu tiền vậy anh? iPhone 11 nếu như máy của anh em là máy đẹp mà đẹp như mới nha, ít bị chè xước, ít bị cấn mớp thì bên mình sẽ thu khoảng tầm là 6.400.000 đồng. Và lên đời iPhone 12 thì anh em phải bù khoảng tầm đó là 7 triệu đồng để muốn lên đời từ iPhone 11 bản tiêu chuẩn lên iPhone 12 bản tiêu chuẩn. Quên, đây là mức giá mà nếu anh em muốn lên đời từ iPhone 11 lên iPhone 12 bản 128GB thì mới phải bù 7 triệu. Còn nếu như anh em muốn lên phiên bản iPhone 12 64GB thì chỉ cần bù là 5.200.000 đồng mà thôi. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến luôn với câu hỏi số 6. Các bạn đã hỏi mình là 64GB bây giờ còn đủ dùng không ạ? Hiện tại thì máy cập nhật hệ thống mới ăn khoảng mấy GB rồi ạ? Em đang muốn mua iPhone 12 bên shop mình mà phân vân quá ạ.
Câu hỏi này sẽ có hai vế. Đầu tiên là em đang phân vân cho việc lựa chọn iPhone 12 đúng không? Và thứ hai là 64GB còn đủ dùng hay không? Mình trả lời vế 2 trước nha. iPhone 12 bên mình đang có mức giá cực kỳ tốt, khoảng tầm là 11.600.000 đồng cho bản thấp nhất. Mức giá này đang cực kỳ tốt, đang cực kỳ hời luôn. Cho nên là nếu bạn mua bây giờ giá đã tốt rồi, để mà để lâu á thì giá nó lại tăng, làm cho anh em phải tốn thêm một xíu tiền nữa. Nên là mua ở đâu cũng được, miễn là chỗ đó chất lượng uy tín là được. Và vế đầu tiên thì 64GB còn đủ dùng không ạ? Cá nhân mình thấy nha, 64GB hiện tại còn đủ dùng hay không tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Nếu như bạn là một TikToker, một reviewer như mình, bạn làm về YouTube Short, bạn làm về TikTok và bạn phải quay nhiều video, bạn cần một ổ lưu trữ phải lớn thì 64GB có vẻ sẽ không đủ cho bạn. Còn nếu như nhu cầu của bạn đơn giản chỉ là chụp hình, quay video vui vui cùng bạn bè, chơi một vài tựa game như là Liên Quân PUBG thì 64GB cũng đủ. Bạn có thể hỗ trợ thêm một vài cái phần mềm khác để lưu trữ dữ liệu của anh em, như là Google Drive nè, như là iCloud nè, hỗ trợ thêm lưu trữ tốt hơn mà giá nó còn mềm hơn. Google Drive thì lại không tốn tiền, cứ tạo nhiều Gmail là có nhiều Google Drive, tha hồ mà lưu trữ dễ dàng, đúng không? Cho nên là 64GB ổn hay không tùy thuộc vào nhu cầu của bạn đó. Câu hỏi số 7, iPhone XS thì có nên lên iOS 16 không ạ? Câu hỏi này thì mình đã trả lời rất là nhiều lần rồi. Nếu như bạn muốn có một cái giao diện hoàn toàn mới ở trên chiếc điện thoại của anh em, bạn không phải yêu cầu quá nhiều về hiệu năng, nhiệt độ hay là thời lượng pin, thì lên iOS 16 sẽ có một giao diện hoàn toàn mới, đẹp hơn, ấn tượng hơn so với bản cũ như là 15.7, như là 15.6.1. Còn nếu như bạn đang lo ngại về vấn đề về hiệu năng, nhiệt độ, thời lượng pin, và các bạn quan trọng hiện tại là ba vấn đề này chứ bạn không cần một giao diện mới ở trên iPhone của anh em, thì mình nghĩ rằng bạn khoan hãy lên iOS 16, bởi vì iOS 16 vẫn chưa phải là phiên bản ổn định dành cho iPhone XS. Sắp tới chúng ta sẽ có iOS 16.0.3 hoặc là iOS 16.1, và maybe là những phiên bản này sẽ ổn định hơn, và lúc này thì bạn cân nhắc lên nó sẽ ok hơn đó. Câu hỏi số 8, chỉ dùng tác vụ thường như là Facebook, YouTube thì có nên lên không ạ? 11 Pro Max. Mình hiểu rồi. Có nên mua 11 Pro Max hay không nếu như bạn chỉ dùng những ứng dụng như là Facebook, như là YouTube? Thì cá nhân mình thấy như vậy, iPhone 11 Pro Max thứ nhất là giá của máy cực kỳ tốt, đúng không? Thứ hai là máy có màn hình cực kỳ to, và màn hình to giúp bạn trải nghiệm đa nhiệm tốt hơn, xem phim sống động hơn. Nếu nhu cầu của bạn là lướt Facebook nè, là đa nhiệm và xem YouTube, thì một màn hình to như là iPhone 11 Pro Max sẽ làm cho trải nghiệm anh em cho nên hấp dẫn hơn. Và cuối cùng là 11 Pro Max vẫn còn con chip là Apple A13 Bionic. Con chip này vẫn rất là mạnh và anh em có thể thoải mái việc đa nhiệm và mở nhiều ứng dụng cùng một lúc. Số 9, anh cho em hỏi hàng Line New là hàng gì vậy ạ? Rồi ok, hàng Line New, Line là như, New là mới, Line New là hàng như mới, tức là một chiếc máy cũ. Máy cũ nhưng mà đẹp như là máy mới, nghĩa là vẻ ngoài của máy nó sẽ không bị chạy xước hoặc là bị chạy xước dâm, xước lông mèo thôi. Và ngoài ra thì phần cứng bên trong nó sẽ không bị thay đổi, nó sẽ không bị thay linh kiện bên trong và không bị mở máy ra. Đó, đây chính là những chiếc điện thoại được gọi là chiếc điện thoại Line New, nghĩa là đẹp như là máy mới và nó sẽ làm máy 99% đó anh em. Còn nếu như anh em mua một chiếc máy thấp hơn như là 98% thì nó sẽ xước nhiều hơn. Và câu hỏi cuối cùng để kết thúc video Q&A thì các bạn đã hỏi mình là em này với 11 Pro Max thì con nào ok hơn? Bạn này comment trong video Galaxy S20 Plus thì có vẻ như bạn đang phân vân giữa việc lựa chọn Galaxy S20 Plus và 11 Pro Max. Thì cá nhân mình thấy như vậy, nếu như bạn quan trọng về mức giá thì bạn nên mua Galaxy S20 Plus, bởi vì chiếc điện thoại này chỉ khoảng tầm là 7 triệu đến 8 triệu đồng mà thôi. Mức giá đang cực kỳ tốt và hơi để cho bạn mua được chiếc điện thoại nó vẫn ngon, bởi vì cấu hình bên trong là Snapdragon 865, rất là ngon nha. Đồng thời chiếc điện thoại này sẽ mang đến màn hình AMOLED cực kỳ đẹp và màu sâu nè, gam màu rộng nè, rồi độ phân giải cao nè, là những gì mà Samsung đã mang đến cho chiếc Galaxy S20 Plus. Nhưng mà nếu như bạn quan trọng về việc đa nhiệm và dùng máy khoảng tầm là 2-3 năm hoặc là 3-4 năm thì 11 Pro Max mới là chân ái. Chiếc điện thoại này sẽ mang đến hệ điều hành nó ổn định hơn, được cập nhật lâu dài hơn và độ ổn định nó cũng tốt hơn, đa nhiệm cũng dễ dàng hơn, anh em không cần phải xóa đi tab cũ nếu như anh em muốn dùng tab mới. Ngoài ra thì bên trong 11 Pro Max vẫn còn con chip là Apple A13 Bionic, hỗ trợ mạnh về phần hiệu năng cho anh em chơi game và hỗ trợ về camera cho anh em chụp ảnh. Cho nên là nếu như anh em đang quan trọng với việc mà mua điện thoại giá rẻ mà ngon mà tốt thì nên mua Galaxy S20 Plus. Còn nếu như bạn muốn mua điện thoại mà phải chất lượng, dùng lâu, dùng dài, giá cả thì nó không quan trọng cho lắm,
thì bạn có thể bỏ thêm nhiều tiền, bỏ thêm một vài triệu nữa để mua 11 Pro Max, nó sẽ hợp lý hơn đó. Và đó chính là toàn bộ những câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình trong các video trước đó. Thật ra còn nhiều câu hỏi nữa nhưng mà thêm nữa thì nó lại dài video, cho nên là mình sẽ để dành những câu hỏi đó mình sẽ trả lời trong một video sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.